Nó có liên quan đến câu hỏi của các học giả nước ngoài khi họ sang Việt Nam nghiên cứu về Bác. Họ hỏi những người rất có ý nhé. Họ chọn Phạm Văn Đồng để hỏi, chọn Võ Nguyên Giáp để hỏi cơ. Những người mà biết rất rõ về Bác Hồ. Họ hỏi Thủ tướng của chúng ta là Hồ Chí Minh của các ông là ai? Là một con người hay là một vị thánh? Hồ Chí Minh là một người dân tộc hay một người cộng sản? Thì tôi đọc nguyên văn câu trả lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để các đồng chí thấy nó sâu sắc như thế nào. Thủ tướng trả lời là Hồ Chí Minh của chúng tôi yêu nước 100%. Yêu nước tức là dân tộc đấy, 100%. Mà cộng sản cũng 100%. Nó nhuyễn vào nhau. Càng yêu nước yêu dân thì càng đến với chủ nghĩa cộng sản. Mà càng là cộng sản thì càng yêu nước thương dân vô hạn. Đấy, Bác Hồ là điển hình của sự nhuần nhuyễn đó. Hồ Chí Minh của chúng tôi trước hết là một con người, cuối cùng cũng là một con người. Còn vĩ đại như Đức Chúa, như Đức Phật thì chính các bạn đã thừa nhận. Thì đấy là câu trả lời hay vô cùng các đồng chí. Để cho ta khái quát về nhân cách Hồ Chí Minh, vĩ đại của Hồ Chí Minh. Trước đây, khi chúng ta kể chuyện về Bác, thì còn có một người bạn lớn của Việt Nam vẫn còn sống, cách chúng ta nửa vòng trái đất. Còn bây giờ thì đồng chí đó đã đi về với Tổ tiên, với Mác Lênin, với Bác Hồ rồi, lãnh tụ Cuba, đồng chí Fidel. Lúc Bác mất, Fidel có 43 tuổi. Năm 69, Fidel 43 tuổi. Còn bây giờ Fidel đi vào tuổi 90. Fidel đến Việt Nam rất nhiều lần, kể cả đến tận mảnh đất lửa thiêng của Quảng Trị. Chỉ tiếc một điều, chưa một lần được gặp Bác. Và Fidel có nói một câu là vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình cơ mà. Trên khi Fidel đi đấy, đảng ta có thể nói là vẹn tình vẹn nghĩa, cử ngay đoàn lãnh đạo cao nhất của đảng, cấp cao của đảng có mặt sớm nhất tại Cuba để chia sẻ với bạn bè của chúng ta cái nỗi đau không gì đền bù này được. Đấy. Một cái điểm nữa, có một nhà bác học người Anh tên là Bertrand Russell. Ông rất thiện cảm với Việt Nam thời chống Mỹ. Khi Bác mất, ông nói thế này: trong thế kỷ 20, hiếm có một vĩ nhân nào được như Hồ Chí Minh mà sự ra đi của người lại lấy của nhân loại nhiều nước mắt đến như thế. Tức là cả thế giới khóc thương người, không riêng gì chúng ta đâu. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Còn chính Fidel thì đánh giá là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thì đấy là toàn bộ cái nhân cách vĩ đại của Bác. Con người là thể xác có thể hữu hạn, nhưng mà trí tuệ nhân cách là mãi mãi trường tồn của các bậc vĩ nhân như Hồ Chí Minh. Các đồng chí nhớ một cái triết lý này nhé. Ở đời có ba thứ lập. Lập tức là thành công đấy. Một là lập đức, hai là lập công, ba là lập ngôn. Lập đức tức là để lại tấm gương đạo đức cho muôn đời. Lập công là vì sự nghiệp đối với dân, với thế giới. Còn lập ngôn tức là những nhà tư tưởng để lại những tác phẩm, những lời văn, những câu nói bất hủ. Bác suốt đời chỉ đi tìm con đường cứu dân, cứu nước. Bác không chủ trương lập ngôn. Thế cuối cùng những câu nói của Bác đã đóng đinh vào lịch sử. Và Bác là một tấm gương chói lọi về đạo đức, cho nên Hồ Chí Minh là nơi gặp gỡ quy tụ cả lập đức, lập công và lập ngôn. Lập đức là cần kiệm liêm chính. Lập công là vì dân, vì nước, vì độc lập, tự do, hạnh phúc, không chỉ của dân mình mà cho cả thế giới. Còn lập ngôn, mỗi câu nói của Bác là một chân lý lớn. Không có gì quý hơn độc lập tự do là chân lý lớn nhất. Đau khổ chi bằng mất tự do là nỗi đau lớn nhất của đời Bác. Đảng ta là một đảng cầm quyền, phải suốt đời cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, suốt đời là người đầy tớ, người lãnh đạo của nhân dân. Đấy, trong di chúc Bác viết như vậy. Đấy là những câu nói bất hủ
đã trở thành danh ngôn, đã trở thành lập ngôn. Hay là bác để lại một câu nói chan chứa tình thương như thế này: sông sâu bể rộng bao nhiêu nước cũng vừa, cái đĩa cạn, cái chén nhỏ, chỉ một giọt nước cũng tràn đầy. Chỉ sợ mình không có lòng bao dung nhân ái, chứ không sợ người ta không theo mình. Đấy là chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Riêng với thanh niên mà tuổi trẻ đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng, đại hội đoàn toàn quốc nhé, sau đại hội đảng, thì các đồng chí nhớ điều này. Không có đồng chí nào là bí thư tỉnh đoàn ở đây không? Bác dạy thanh niên những lời vàng ngọc. Đúng không? Bác nói là thanh niên không bao giờ đòi hỏi tổ quốc đem lại cho mình những gì, mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc. Bài lời dạy ấy đã đi vào bài ca truyền thống của đoàn đấy. Hay bác nói là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí cũng làm nên cơ mà. Để nói về khí phách bản lĩnh của tuổi trẻ ngày nay. Riêng về việc học, bác kế thừa tư tưởng của Lenin, học, học nữa, học mãi để dạy thanh niên cái việc học này. Các đồng chí ghi lòng tạc dạ lời của bác này: đường đời là một chiếc thang không có nấc chót, học tập là một cuốn vở không có trang cuối cùng. Mà suốt đời bác là học tập. Khi bác mất, ta còn tìm thấy dưới gối nằm của bác cái cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha, cái thứ tiếng mà bác biết từ hồi còn rất trẻ khi bác đến nước Mỹ rồi, mà bác ôn lại trên giường bệnh lúc tuổi già sức yếu, cả cái cuốn sổ tay ghi chép từng trang sách học, cả cái mẩu bút chì đánh dấu từng từ mới một, bây giờ để nguyên trong bảo tàng Hồ Chí Minh đấy. Thế học bác như vậy, học suốt đời. Thế cho nên tác phẩm thứ 5 được coi là bảo vật quốc gia chính là di chúc. Có 1.000 từ thôi, 1.000 từ mà trên thế giới này không có ai lại để ra công sức 4-5 năm liền để viết và chữa. Bác chữa đến lần cuối cùng 4 tháng trước khi bác mất. Năm nào cũng viết, năm nào cũng chữa. Đây là toàn văn cái bản di chúc của bác. Làm sao cho 65.000 đảng viên của Đảng Bộ Đắk Lắk này ai cũng có một bản di chúc trong tay. Nhất là các đảng viên trẻ phải thuộc lòng di chúc của bác. Nhất là các nhà giáo, các cán bộ tuyên huấn của Đảng phải thuộc lòng di chúc của bác để thấu hiểu, thấu cảm về bác và thực hành cho nó đúng. Ta phát hiện ra bao nhiêu điều vĩ đại và cao quý. 1.000 từ mà viết 4-5 năm liền, nhưng mỗi năm chỉ viết một lần vào dịp sinh nhật, mỗi lần chỉ viết 1 giờ, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng, rồi khép lại, đưa ông Vũ Kỳ giữ, sang năm lại đưa lại cho bác chữa. Và bác viết đến chữa đến lần cuối cùng, tháng 5 năm 69, thì tháng 9 năm 69, bác vĩnh biệt chúng ta, đúng vào ngày quốc khánh. Hơn nữa, 1.000 từ để hết cho dân, cho nước, bác chỉ lấy riêng ra có 79 từ dành cho bác thôi. Mà bác lại viết cái điều này từ lúc 75 tuổi cơ. Chẳng hóa ra bác biết cả bệnh và cũng biết cả mệnh của mình nữa. Mệnh tức là giới hạn sự sống, chứ mệnh không có gì là thần bí cả. Đời người ai cũng có cái giới hạn đó. Bác linh cảm như thế đấy các đồng chí. Nhất là bác linh cảm thấy từ rất sớm một cái nỗi đau là bác không chờ được đến ngày miền Nam giải phóng. Chứ bác không nhận huân chương là thế. Bác dặn là tấm huân chương cao quý này chỉ tặng một người thôi. Bác giới thiệu bác Tôn. Các đồng chí biết bác Tôn, bác Tôn Đức Thắng, hơn bác 3 tuổi. Bác là chủ tịch nước, bác Tôn là phó chủ tịch nước. Mà bác Tôn túc trực bên linh cữu của bác suốt cả cái tuần lễ quốc tang. Rồi sau này làm chủ tịch nước thay bác. Bây giờ cũng về với bác Hồ rồi. Người thợ máy mà thành một lãnh tụ, một nhân cách cao quý lắm đấy các đồng chí. Hình ảnh của bác đấy, tình cảm của bác với bác Tôn vĩ đại và cảm động lắm. Bác bảo dành cho bác Tôn thôi. Bác Tôn ở An Giang, bác Tôn là cả miền Nam, đại diện cho cả miền Nam. Còn riêng với bác đấy, bác dặn là hoãn lại chưa muộn.
đợi giải phóng miền Nam xong đã, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác đi, bác có kịp nhận đâu. Cho nên lúc bác chút hơi thở cuối cùng, trên ngực áo bác trống không, không một tấm huân chương. Cả một cuộc đời là như vậy. Hơn thế nữa, ta bây giờ mới hiểu vì sao bác nói thế này. Các chú cứ giục bác lập gia đình lấy vợ. Bác cũng biết điều đó là một chuyện lẽ thường tình ở đời. Nhưng bác không lấy vợ vì bác không có bụng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả khi đồng bào miền Nam còn đang vất vả, hy sinh đầu rơi máu chảy như vậy. Bác không lấy vợ có lợi cho cách mạng hơn, có lợi cho phong trào của miền Nam hơn. Đấy, hy sinh của bác như thế. Còn việc không nhận huân chương, bác nói là bác chưa xứng đáng. Bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Ta vẫn chúc nhau hàng ngày là thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn. Bác tự nhận là mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi là đã thấy con đường cách mạng, đã lập đảng lập nước. Nhưng chưa về đến chốn là chưa trở lại miền Nam, chưa trở lại bến cảng Nhà Rồng 105 năm trước bác ra đi. Lúc 21 tuổi đầu, vòng quanh thế giới 30 năm, đi qua 40 nước khác nhau để cuối cùng về đến Bắc Bó Cao Bằng. Tuổi xuân đã qua đi, 51 tuổi, thì 55 tuổi cách mạng thành công, 60 tuổi là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Bắc, 70 tuổi dự với đảng đại hội cuối cùng, 79 tuổi bác vĩnh viễn ra đi. Chưa về đến chốn là thế. Chưa về đến chốn còn là chưa trở lại Huế, nơi mẹ bác mất. Chưa đến Cao Lãnh dù chỉ một lần, nơi bố bác nằm ở đó. Và Lê Thị Huệ cũng chưa biết ở đâu. Trong gia đình bác đấy, anh bác không vợ con, chị bác không chồng con, bác một thân một mình, bố một nơi, mẹ một nơi. Em nhỏ của bác sống vẻn vẹn được có 4 tháng tuổi. Mà bác nói về em nhỏ đau đớn lắm. Em nhỏ bác, em út ấy, là Nguyễn Sinh Nhuận. Nhuận tức là do đẻ thêm mà. Nhưng mà mẹ đẻ ra không có một giọt sữa nào. Bác đi xin cơm xin cháo nuôi em. Mà rồi mẹ mất, em cũng mất theo. Lúc mất có 4 tháng tuổi. Bác bế em trên tay, nước mắt ròng ròng, lúc 10 tuổi đầu mồ côi mẹ ở Huế đấy. Là thế. Mà nhà nghèo đến mức phải nhờ hàng xóm cơ. Tháo cánh cửa, lấy cái miếng gỗ nhỏ bên trong, đóng cái áo quan nhỏ xíu để chứa cái sinh linh 4 tháng tuổi của em, bọc trong cái tấm áo cũ của bác đem em đi chôn. Trong gia đình bác chỉ có mẹ mất, em mất là bác trực tiếp biết thôi. Còn bố bác mất vào năm 1930 ở Cao Lãnh, lúc bác đang ở Trung Quốc, ở Cửu Long để thành lập đảng. Anh trai bác mất đúng năm 1950 là lúc chiến dịch biên giới. Chị gái bác mất đúng năm Điện Biên Phủ. Gia đình bác là như vậy. Bác viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan. Đấy, bác nói điều này từ đời sống ấu thơ của bác đấy. Cay đắng như vậy. Mẹ bác lại mất vào dịp Tết. 22 tháng Chạp thì bà mất. 23 tháng Chạp là Tết ông Công ông Táo đấy. Lúc đó bác có 10 tuổi đầu, chít khăn tang, nước mắt ròng ròng đưa mẹ ra nghĩa địa ở ngoại ô thành phố Huế. Còn bố mất, bác không có nhà. Anh mất một nơi, chị mất một nơi. Bác nhờ tỉnh ủy Nghệ An làm tang giúp. Bác khóc anh khóc chị rất là thảm thiết. Bác nói là tôi vì việc dân việc nước, mong bà con ở quê lượng thứ cho tôi. Và cũng mong anh chị ở dưới suối vàng tha tội cho tôi. Tôi đành chịu tội bất đễ vậy. Ta xem, con người bác vẹn tình, vẹn nghĩa, tận trung, tận hiếu, tận nghĩa là như thế. Khi bác mất rồi, ta ở với bác bao nhiêu năm mà ta có biết đâu. Tuy ta dọn cái tủ sách của bác ta mới phát hiện ra.
Trên cái tầng cao nhất của tủ sách có một cái hộp gỗ nhỏ đã bong sơn rồi, hộp khảm xà cừ đấy. Mở ra là ảnh mẹ bác, bác gìn giữ tư thế đấy, đã ố vàng theo thời gian. Còn cái tầng cuối cùng của tủ sách là một phong bì lớn cũng ố vàng theo thời gian. Mở ra là bức điện của tỉnh ủy Nghệ An báo lên Việt Bắc cho bác là anh trai chị gái bác đã mất. Và cả cái bài thơ khóc anh khóc chị bác lưu giữ đến tận phút cuối cùng. Đấy, tất cả những điều đó để cho chúng ta thêm một lần nữa hình dung bác là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải thánh thần, dù bác vĩ đại như Đức Chúa, Đức Phật vậy. Tại sao mà khi bác về đến Bắc Bó Cao Bằng, bác đặt tên núi Các Mác, suối Lenin nhưng lại vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ? Bác là một con người có tâm của nhà Phật, có cái đức bao dung của Đức Chúa Giêsu, có trí tuệ của Mác Lenin, có đầu óc thiết thực của Tôn Trung Sơn, lại có cả tâm hồn Nguyễn Trãi và Nguyễn Du nữa. Thế là bao nhiêu điều tốt đẹp kết tinh trong cuộc đời và sự nghiệp của bác, và nó đọng lại trong cả tư tưởng, đạo đức và phong cách của bác, mà di chúc là điển hình. Có 1.000 từ thôi. Một chi tiết nữa trong di chúc, bác viết di chúc giờ nào thì trái tim bác ngừng đập giờ đó, đúng 9 giờ sáng. Còn đội ngũ thầy thuốc cấp cứu cho bác, 6 bác sĩ thay nhau cấp cứu liên tục 47 phút nữa mà không được. Thủ tướng Phạm Văn Đồng xót xa mà nói thôi không được nữa đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực bác, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút sáng, đảng lấy giờ đó để thông báo. Chỉ còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà người trực tiếp chăm sóc bác kể cho ta nghe là tim bác ngừng đập đúng 9 giờ sáng, tức là giờ viết di chúc. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ngày mùng 2 tháng 9 thì bác cũng đi vào mùng 2 tháng 9. Lúc bấy giờ vì đảng ta đau đớn quá, chiến tranh thì đang ác liệt như thế, đất nước đang cần có bác như thế thì bác đi mất không cái gì đền bù được, nỗi đau không cùng, cho nên trung ương quyết định báo cho dân biết bác mất ngày mùng 3, với lý do là để tang bác 10 ngày quốc tang, cho nên là để không trùng ngày tang với ngày lễ làm đau đớn lòng dân thì báo chệch đi một ngày. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ thì nghĩ như thế là đúng, là được. Sau này đảng ta phải nói lại. Các đồng chí có biết ai là người nói lại không? Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, kỷ niệm 20 năm ngày bác mất, tức là đến năm 1989 cơ. Lúc bác mất được 20 năm rồi thì đảng ta mới đổi mới được 3 năm thôi. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thay mặt Bộ Chính trị ký một thông cáo đặc biệt gửi toàn đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế, giải thích rõ vì sao bây giờ phải nói lại ngày giờ mất của bác để chúng ta kỷ niệm cho nó đúng, thì ta mới biết là bác mất đúng ngày quốc khánh. Đảng ta cũng giải thích vì sao lúc bấy giờ trong hoàn cảnh chiến tranh lễ truy điệu bác mà đảng ta không đọc hết di chúc, chỉ đọc một đoạn thôi. Còn bây giờ đảng ta có nghĩa vụ công bố toàn văn các bản di chúc này để tất cả mọi người dân Việt Nam, trước hết là đảng viên, hiểu thấu di chúc. Cho nên bây giờ đấy, học tập làm theo bác ấy, có bao nhiêu việc phải làm, nhưng có việc có thể làm ngay được mà nó thuộc về trái tim của chúng ta, là mỗi người tìm cho mình một bản di chúc thuộc lòng di chúc, coi đó như cẩm nang sống và hành động của chúng ta vậy. Mà nhất định điều này ai cũng có thể làm được, không có gì khó cả. Đấy. Thì các đồng chí lưu ý cho cái chi tiết đó, mà đây cũng là điều thành tâm chúng ta gửi đến nhau khi nói về Bác Hồ.